Chia tay tiếc nuối phút giây này, và tôi sẽ nhớ mãi kỷ niệm chôn anh, bao buồn vui của thời học sinh lớp học ấy. Những người bạn giờ đây vẫn bên nhau dẫu khó khăn, để đi xa vẫn nhớ ngôi trường cao ba qua thân thiện đã đưa tôi đến thành công. Bao bạn thân sẽ còn bên nhau, tiếng cô thầy tôi sẽ không quên. Công ngôi trường của tôi cao bá quát quốc oai, khi tôi học là 25 năm thành lập, qua thời trung học mới ngày nào còn bỡ ngỡ nhận lớp, mà giờ tôi đã học xong ngôi trường ấy. Những người bạn thân, những người thầy cô, những người tận tình vẫn luôn luôn dìu dắt biết bao thế hệ học sinh. Ôi người thầy heo hắt, thầy cô chỉ muốn dành cho chúng tôi những điều đáng quý nhất, và giờ đã đến lúc chia tay. Tôi muốn níu giữ nơi này, nó đã nuôi tôi trong suy nghĩ để tôi có được như ngày hôm nay. Là ai, vì ai đã cho tôi mãi những kỷ niệm ấy, hòn non bộ tượng đài sân trường ấy, từ viện trường bảng tin tôi còn thấy nhà đa năng nơi căng tin trường cùng hàng cây, với những ký ức đẹp của tôi về ngôi trường. Nếu có những câu hát, nếu có những bài ca về mái trường thì tôi xin gửi tặng những người thầy, những người cô, những người đã dìu dắt đến, những người dạy dỗ chúng tôi như người cha, người mẹ. Tôi đâu có biết những lời quát mắng chỉ là muốn tốt, tôi đâu có biết những lần bắt phạt tôi chỉ là không muốn tôi, dù để khi rời xa mới nhận ra điều đó. Những người không quản nắng mưa nên hãy nhớ, dù có đi xa thì chúng ta vẫn phải nhớ những người ấy nha. Thời gian trôi sẽ không quên niềm ấy, cùng nơi đây và hát lên bài ca. Ngày mai giăng đôi cánh bay chào tương lai, công này xin nhớ thầy cô, nhớ trường ấy, nhớ về kỷ niệm xưa sẽ còn trong tim tôi mãi mãi. Thank you.
điên à? Nó là bạn mày đấy. Bây giờ ấy, là mày tao ấy, không thằng bạn nào hết, kể cả mày. Mày làm gì? Mày giết tao. Mày giết đi. Mày giết đi. Mày giết đi. Diễn tốt lắm mà. Tôi thấy cả bốn chúng ta đều diễn tốt. Vâng, cảm ơn tất cả mọi người. Chúng tôi diễn rất tốt. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi MV từ đầu đến cuối. Rất mong mọi người sẽ ủng hộ cho MV này. MV mang tên Ngôi Trường Ấy, viết về Cao Bảo Quát. Đây là những người bạn Hùng đến từ 12A1, bạn Hùng đến từ 12A1, còn đây là hai bạn đến từ 12A3. MV mang tên Ngôi Trường Ấy. Bao buồn vui của thời học sinh, lớp học ấy, những người bạn giờ đây vẫn bên nhau dẫu khó khăn. Để đi xa vẫn như ngôi trường Cao Bảo Quát thân thiện đã đưa tôi đến thành công. Bao bạn thân sẽ còn bên nhau, tiếng cô thầy tôi sẽ không quên. Con ngôi trường của tôi, Cao Bảo Quát quốc oai, khi tôi học là 25 năm thành lập. Qua thời trung học mới ngày nào còn bỡ ngỡ nhận lớp, mà giờ tôi đã học xong ngôi trường ấy. Những người bạn thân, những người thầy cô. Đấy, có thế đâu. Nhớ like và chia sẻ nhé. Phát thầy, cô chỉ muốn dành cho chúng tôi những điều đáng quý nhất. Và giờ đã đến lúc chia tay. Tôi muốn níu giữ nơi này. Nó đã nuôi tôi trong suy nghĩ để tôi có được như ngày hôm nay. Là ai? Vì ai đã cho tôi mãi những kỷ niệm ấy? Hòn non bộ tượng đài sân trường ấy, thư viện trường bảng tin tôi còn thấy.